những điều cần biết khi trở lại làm việc sau COVID-19. Theo số liệu của Sở Thống kê Canada, đã mất hơn 3 triệu việc làm trong tháng 3 và tháng 4 trong bối cảnh đại dịch COVID-19, với số vụ sa thải tạm thời 97% trên tổng số thất nghiệp mới được ghi nhận vào tháng 4. Bây giờ một số tỉnh bang đã công bố kế hoạch mở cửa trở lại. Nhiều nhân viên dự kiến sẽ được gọi trở lại làm việc từ những lần sa thải tạm thời này. Nếu bạn nằm trong số những nhân viên được gọi lại sở làm, có thể bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì ở nhà nằm không mãi cũng chán. Nhưng điều quan trọng là bạn phải nắm giữ các quyền hợp pháp của bạn trước khi trở lại với công việc. Văn phòng luật sư Samfiru Thurmakin LLP ở Ontario và British Columbia chuyên về luật lao động và việc làm đã cố vấn cho hàng trăm khách hàng về quyền lợi hợp pháp của họ khi trở lại làm việc. Khi chính quyền ra lệnh cho phép nhiều doanh nghiệp mở cửa làm việc trở lại, một số nhân viên quan tâm lo ngại. Họ nghĩ liệu việc trở lại làm việc có an toàn không giữa lúc những con siêu vi corona còn rình rập và đại dịch chưa hẳn hoàn toàn chấm dứt. Họ lo lắng sức khỏe của họ có thể gặp rủi ro và tự hỏi liệu họ có quyền từ chối trở lại làm việc hay không. Ví dụ ở miền Nam Alberta, nghiệp đoàn công nhân tại nhà máy chế biến thịt Cargill đã cố gắng ngăn chặn việc mở cửa trở lại, nói rằng đại đa số nhân viên e sợ phải quay lại nơi làm việc vì trước đó gần một nửa trong số 2.000 nhân viên của công ty đã thử nghiệm dương tính COVID-19. Leo Samfiru, luật sư lao động và việc làm của văn phòng luật Samfiru Thurmakin LLP, có trụ sở tại Toronto, cho biết câu hỏi phổ biến nhất mà các nhân viên đang muốn biết là liệu họ có bắt buộc phải quay lại nơi làm việc nếu họ lo sợ bị nhiễm bệnh. Giới chủ nhân cũng tham khảo ý kiến luật sư là họ nên làm gì nếu nhân viên không muốn quay lại. Cả hai bên đều muốn biết rõ để tránh sự tranh tụng trước pháp luật rất phiền toái. Nhân viên có bắt buộc phải quay lại làm việc nếu được yêu cầu. Howard Levitt, một luật sư khác, cũng chuyên về lao động và việc làm có trụ sở tại Toronto nói thêm, thực sự không có lựa chọn nào khác. Nếu đó là nơi làm việc an toàn, nhân viên có bổn phận phải quay lại làm việc. Nếu như chủ nhân và công ty đã đáp ứng các sự đòi hỏi an toàn và biện pháp phòng ngừa mà cơ quan y tế tỉnh bang đã đưa ra, nhân viên phải quay lại sở làm, mặc dù có thể họ cảm thấy không an toàn. Nếu họ không quay trở lại làm việc, người chủ sẽ có quyền coi đó là sự từ chức hay một hình thức sai trái. Có nghĩa đơn giản là nhân viên đó sẽ mất việc, cộng thêm với bất kỳ lợi ích nào họ hiện đang nhận được từ chính phủ. Những câu hỏi nào nhân viên nên hỏi chủ trước khi trở lại sở làm việc? Bước đầu tiên mà nhân viên nên làm là tìm hiểu về các quy trình an toàn sẽ được áp dụng để bảo đảm giảm bớt nguy cơ phơi nhiễm siêu vi COVID-19. Ví dụ, nhân viên nên hỏi các loại thiết bị bảo vệ cá nhân, PPE nào hoặc biện pháp bảo vệ nào sẽ được chủ cung cấp hay là họ phải tự túc lo các món này. Ví dụ, nếu họ là nhân viên thu ngân, bán lẻ, họ nên hỏi phương thức nào sẽ được sử dụng để thanh toán và liệu chủ nhân của họ sẽ đưa ra bất kỳ loại rào cản nào giữa họ và khách hàng. Họ cũng nên hỏi về những biện pháp giữ khoảng cách vật lý đã được đưa ra. Với những người lương thấp, trong thời gian hãng xưởng đóng cửa vì đại dịch, họ được hưởng số tiền 500 đồng mỗi tuần với thời gian tối đa là 16 tuần từ chương trình phúc lợi CERB của chính phủ. Có thể họ không thiết tha lắm với việc bị bắt buộc phải đi làm trở lại. Có thể họ muốn hưởng phúc lợi CERB càng lâu càng tốt. Các luật sư khuyên bạn nên hỏi trước cho rõ để tránh phiền phức pháp lý có thể xảy ra về sau. Nếu bạn không xác định rõ lý do hoặc không đưa ra bất kỳ yêu cầu hợp lý nào trước với chủ, bạn ngang xương từ chối quay trở lại làm việc, thì điều đó khiến người ta có thể xác định rằng
bạn làm như vậy với mục đích xấu hoặc không đúng cách. Nếu cảm thấy nơi làm việc không an toàn thì nhân viên nên làm gì? Các nhân viên tin rằng chủ nhân không thực hiện các biện pháp an toàn để làm cho không gian làm việc của họ an toàn nhất, hoặc chủ không đáp ứng đúng các nguyên tắc an toàn do chính phủ quy định, nhân viên đó có lý do chính đáng để từ chối làm việc. Theo luật sư Howard Levitt, vấn đề là sự nhận định về các biện pháp an toàn đó có khách quan hay không. Luật sư Leo Samfiru giải thích, đó là một quy trình chính thức, trong đó người thợ phải báo cho người chủ biết trước nguyên nhân tại sao từ chối trở lại sở làm để người chủ tìm cách khắc phục vấn đề. Nếu vấn đề không thể được khắc phục, một thanh tra viên của Bộ Lao động sau đó sẽ được gọi đến để xem xét nơi làm việc và xác định xem trên thực tế nơi làm việc có an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết hay không. Và cuối cùng, bất cứ điều gì thanh tra viên phán quyết sẽ ràng buộc với hai bên chủ và thợ. Nếu thanh tra nói như thế này là không an toàn, người chủ phải thực hiện các thay đổi đó. Nếu thanh tra nói như thế này là an toàn, người thợ phải quay trở lại làm việc. Sau khi bị dân biểu Heather McPherson của đảng Tân Dân Chủ chất vấn trong một phiên họp báo hôm thứ Ba ngày 9 tháng 6, Chrystia Freeland, Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang, nói rằng công nhân không bắt buộc phải làm việc trong điều kiện không an toàn và vẫn sẽ đủ điều kiện để nhận trợ cấp CERB, Canada Emergency Response Benefit, Phúc lợi đáp ứng khẩn cấp Canada. Phó Thủ tướng Chrystia Freeland nhấn mạnh rằng nhân viên trên khắp Canada có thể từ chối làm việc trong môi trường làm việc không an toàn và vẫn có quyền xin nhận phúc lợi CERB, và nói không công nhân Canada nào nên cảm thấy bị bắt buộc phải đi làm lại bất cứ lúc nào trong điều kiện không an toàn. Khi trả lời câu hỏi về tình hình tại nhà máy sản xuất thịt bò Cargill ở Alberta, nơi làm việc có được thanh tra kiểm soát không? Với tình thế đặc biệt hiện giờ, Bộ Lao động rất cần thêm nhân viên thanh tra để đi xem xét các nơi làm việc, để bảo đảm các nơi đó đáp ứng các yêu cầu an toàn và biện pháp phòng ngừa mà cơ quan y tế lãnh thổ và lãnh thổ đã quy định. Với số lượng các doanh nghiệp mở cửa trở lại và số lượng nhân viên bị ảnh hưởng, đây sẽ là một vấn đề lớn đối với Bộ Lao động ở mỗi tỉnh để giải quyết. Các thanh tra viên có lẽ sẽ phải lưu bù làm việc từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác. Thanh tra sự an toàn tại nơi làm việc chú trọng các điểm nào? Luật sư Samfiru cho biết các thanh tra viên không nhất thiết phải được đào tạo để xử lý các loại tình huống này và cho biết họ xử lý các vấn đề như đánh giá xe máy có an toàn không, hoặc liệu có thiết bị phù hợp để vận hành một bộ máy hạng nặng hay không. Họ không nhất thiết phải có khả năng đánh giá liệu các công nhân có an toàn trước siêu vi hay không. Chưa chắc những quyết định họ đưa ra là những quyết định tốt nhất. Điều gì xảy ra nếu một nhân viên trở lại làm việc và bị nhiễm COVID-19? Việc truy đòi tốt nhất trong trường hợp này là thông qua Workplace Safety and Insurance Board, WSIB, Sở Bảo hiểm An toàn nơi làm việc. Nói chung, theo như luật sư Samfiru cho biết, một nhân viên sẽ không thể có hành động pháp lý chống lại chủ nhân của họ. Samfiru nói, ngay cả khi chủ nhân của bạn đã sơ suất trong các biện pháp phòng ngừa an toàn mà họ đã thực hiện, bạn sẽ phải nhờ đến sự cứu xét của Workers' Compensation Board, Sở Bồi thường Tai nạn Lao động. Ông Samfiru nói, điều này sẽ được coi như một tai nạn xảy ra tại nơi làm việc. Những người không được bảo vệ bởi luật bồi thường cho công nhân có thể có hành động pháp lý nếu chủ nhân của họ bị coi là cẩu thả. Nhưng luật sư Levitt thì cho biết việc xác định xem bạn có bị nhiễm bệnh tại nơi làm việc hay không có thể là một thách thức. Làm thế nào để bạn biết chắc và có thể chứng minh là bạn bệnh vì bị lây ở sở làm?
Tôi bắt buộc phải quay trở lại làm việc khi COVID-19 kết thúc không? Giai đoạn 2 của kế hoạch mở cửa trở lại của Ontario có nghĩa là nhiều người đã làm việc ở nhà hoặc không có việc làm kể từ tháng 3 sẽ sớm quay trở lại. Nhưng làm thế nào để bạn từ chối công việc không an toàn và bạn có thể tranh luận rằng bạn không nên quay trở lại nơi làm việc không? Đạo luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại Ontario, OHSA, Ontario Occupational Health and Safety Act, cung cấp cho người lao động quyền từ chối công việc gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của họ. Trong trường hợp một nhân viên từ chối, phải có một mối nguy hiểm ngay lập tức đối với sức khỏe hoặc sự an toàn của họ. Người sử dụng lao động sau đó phải hoàn thành một cuộc điều tra để đưa ra giải pháp. Một phát ngôn nhân của Bộ Lao động, Đào tạo và Kỹ năng, Minister of Labor, Training and Skills, có nhắc đến việc chính phủ đã đưa ra một quy định mới theo đạo luật tiêu chuẩn việc làm 2000 ESA, Employment Standards Act 2000. Theo quy định mới này, nếu một người thợ công nghiệp đoàn thuộc một hãng xưởng vì đại dịch COVID-19 mà tạm thời bớt giờ, bớt việc làm, người thợ đó được coi là nghỉ phép khẩn cấp về bệnh truyền nhiễm, Infectious Disease Emergency Leave, và công việc của người đó được bảo vệ theo luật lao động. Nghỉ phép khẩn cấp về bệnh truyền nhiễm là nghỉ phép không lương để bảo vệ người thợ không thể đến sở làm, phải tự cô lập, phải ở nhà chăm sóc người thân bị bệnh hoặc lo cho con cái vì trường học đóng cửa. Trong trường hợp này, người thợ có thể hoãn, tạm từ chối trở lại làm việc với lý do chính đáng. Còn nếu từ chối trở lại làm việc vì cho rằng công việc không an toàn, người thợ cần phải đưa ra được một bằng chứng cụ thể cho thấy là nơi làm việc không an toàn. Các luật sư giải thích, ví dụ nếu bạn nói bạn từ chối đi làm vì bạn không muốn dùng phương tiện chuyên chở công cộng, TTC, thì cái cớ đó không đủ thuyết phục. Chỉ khi nào sự không an toàn là ở tại nơi làm việc thì bạn mới có thể bắt bẻ người chủ. Và người chủ hãng có nghĩa vụ phải cung cấp cho bạn sự an toàn thiết bị và quy trình để bạn được bảo vệ trong quá trình làm việc. Tất cả còn tùy ở trường hợp và hoàn cảnh riêng của mỗi người. Một công nhân bị khuyết tật hoặc bị suy giảm sự miễn dịch có thể đủ điều kiện để được chủ hãng phải đáp ứng theo nhu cầu đặc biệt về nhân quyền. Nếu đó là trường hợp của bạn, đương nhiên bạn có quyền đòi hỏi chủ hãng phải thích ứng với nhu cầu đặc biệt, bằng không bạn có quyền từ chối quay trở lại làm việc. Bạn có thể từ chối trở lại làm việc hoặc bạn sẽ mất việc. Theo Catherine Liebel, giáo sư luật tại Đại học Ottawa và là chủ tịch nghiên cứu về luật an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, câu trả lời sẽ khác nhau đối với mỗi người. Bà nói, điều đầu tiên tôi sẽ làm, nếu tôi là người tự hỏi liệu tôi có thể từ chối làm việc hay không, là hãy liên lạc với nghiệp đoàn. Khoảng 30% công nhân Ontario và 40% công nhân Quebec là có nghiệp đoàn, và các nghiệp đoàn thường phát triển các phản ứng tập thể đối với các tình huống. Đối với chung tất cả người lao động, giáo sư Liebel khuyên bạn nên tìm kiếm cố vấn pháp lý tùy tình huống cụ thể riêng của bạn. Tuy nhiên, Bộ Luật Lao động Canada cung cấp quyền từ chối làm việc trong các điều kiện nguy hiểm cho những người lao động được liên bang quy định. Điều này bao gồm các ngành công nghiệp như phát thanh, truyền hình, ngân hàng và giao thông vận tải. Các tỉnh có luật y tế và an toàn tương tự. Theo giáo sư Liebel, điều quan trọng cần lưu ý là nó rất khó để chứng minh rằng bạn cảm thấy quá không an toàn khi làm việc. Trong tình huống này, gánh nặng đó sẽ thuộc về bạn là nhân viên, công nhân để chứng minh rằng có những lý do chính đáng cho cảm giác không an toàn của bạn. Ví dụ, nếu bạn đang ở một tỉnh nơi mà sức khỏe cộng đồng đã xác định những gì cần thiết cho công việc để được an toàn, thì nếu điều đó không được tuân thủ
đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có lẽ một điều gì đó cần phải được xem xét lại. Ví dụ, nếu bạn làm việc theo thể thức dây chuyền lắp ráp và bạn được yêu cầu quay lại làm việc khi bạn đứng ngay bên cạnh đồng nghiệp và ngay trước mặt một đồng nghiệp khác, điều này sẽ không được coi là đúng khoảng cách vật lý. Nếu bạn đặt vấn đề với chủ về điều đó mà chủ vẫn làm lơ, không có biện pháp sửa đổi giải quyết, đó là lúc bạn cần thực thi quyền hạn của bạn để đòi hỏi sự an toàn nơi làm việc. Bạn nên nhớ là đại dịch COVID-19 là một tình huống chưa từng có và tác động của nó đối với nơi làm việc sẽ ở mức độ chưa từng thấy trong đời. Bạn cần phải trở lại làm việc trước đã, xong rồi bạn có thể từ chối sau. Mỗi tỉnh và lãnh thổ cũng có một đạo luật về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp với các điều khoản dành riêng cho quyền tài phán đó, và hầu hết bao gồm một số phiên bản của quyền từ chối công việc không an toàn. Một nhân viên có thể nói, tôi cảm thấy máy này không an toàn để làm việc, tôi sẽ dừng công việc và tôi sẽ nói với người cai thợ của tôi rằng nó không an toàn. Người cai giám sát sẽ điều tra, thực hiện các thay đổi nếu cần thiết để bảo đảm công việc được an toàn. Nếu không, bạn có quyền gọi mách và than phiền với bộ lao động và họ sẽ gửi thanh tra đến để điều tra. Làm gì thì làm, bạn không được tự bỏ ngang công việc mà không thông báo cho chủ biết trước. Nếu không, chủ sẽ có lý do chính đáng để sa thải bạn. Như vậy, bạn không có đủ điều kiện để hưởng CERB, phúc lợi ứng phó khẩn cấp của Canada. Những lỗ hổng trong luật pháp. Thế nào là sự an toàn cho người lao động nơi làm việc? Theo giáo sư Lippel, điều này trong luật pháp Canada còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Theo hiểu biết tốt nhất của tôi, không có khung pháp lý nào trả lời đầy đủ câu hỏi đó ở Canada. Ví dụ ở Canada, người thợ dùng phương tiện chuyên chở gì để đi tới sở làm thì đó không phải là trách nhiệm của người chủ. Ở châu Âu thì khác, nếu công nhân bị tai nạn trên đường đi đến sở làm thì đó là trách nhiệm của người chủ. Giáo sư Lippel nghĩ nên có sự linh hoạt. Có khi vì phải quay trở lại với công việc ở sở làm trong lúc đại dịch vẫn chưa qua hẳn, người thợ sẽ không còn đủ thì giờ để giám sát việc nhà, chăm sóc con cái chưa thể trở lại trường, chăm sóc thân nhân bị bệnh. Đây là tất cả những câu hỏi cần được trả lời rõ ràng trong từng khu vực tài phán trước khi nhiều nơi làm việc mở cửa trở lại. Vì luật lệ còn có những chỗ chưa được minh định rõ ràng, giới luật sư tin rằng sẽ có rất nhiều khiếu nại và rất nhiều vụ kiện tụng về vấn đề này trong tương lai. Thật rất nên xem xét những gì đã xảy ra để dự đoán những gì có thể xảy ra trong những tháng tới, có thể ở quy mô lớn hơn nhiều. Chính phủ, chủ doanh nghiệp, người lao động, tất cả đều theo dõi từng bước diễn tiến để đối phó. Đại dịch cũng sẽ làm thay đổi mạnh mẽ từ ngành này sang ngành khác. Những gì bạn có thể yêu cầu được an toàn tại nơi làm việc chăm sóc sức khỏe sẽ khác với những người làm việc trong văn phòng. Chỗ này bắt buộc dùng các thiết bị bảo vệ cá nhân, chỗ kia không. Luật sư Leo Samfiru nghĩ là sẽ có rất nhiều sự hoang mang, lộn xộn, nhầm lẫn bởi vì các quy tắc về an toàn nơi làm việc trong mắt chính phủ không phải lúc nào cũng rõ ràng và cứ thay đổi như trong chóng. Ông nghĩ sẽ có nhiều người từ chối làm việc và rất nhiều thanh tra chính phủ được gọi vào nơi làm việc. Ông nói, tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy rất nhiều sự nhầm lẫn này và rất nhiều người làm những gì họ tin là đúng, trong khi nó không thực sự đúng. Đúng. Đúng.